xe đi bộ vào trong chú ơi. Ủa sao mấy người đó vô được? Dạ, nhưng mà đây là lính dẫn khách vô trong chú. Lính của quán á. Bây giờ nếu mà chú đặt bàn ghế bằng lính chở chú vô miễn phí. À, với lại còn chú ăn ăn xong đi ra ngoài ha. Ok. Trả miễn phí ra ngoài. Okay. Đặng Ngọc Văn xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi đang đứng đó là trong cái bãi xe của chợ Hàng Dương. Tại sao các bạn thấy ở trong sau lưng tôi đó là cái xe rất là nhiều? Tại vì cái bãi biển này của Cần Giờ nó rất là tào lao mỹ lao. Bãi biển 30 tháng 4 thì hiện tại chạy xe vô bãi biển thì ta không cho. Người ta phải bắt buộc phải gửi vô cái chợ này, tức là cái chợ Hàng Dương. Cái đó là cái đường bộ sao mình không biết. Cho nên là các bạn thấy trong đây xe rất là nhiều. À, mấy tuần trước thì đi thì vẫn chạy vô bình thường. Tuần này đi thì có hai cha bảo vệ chặn lại. Bãi biển 30 tháng 4 còn chạy dọc đường thì rất là nhiều người chèo kéo chạy theo cò kè mạnh lắm. Ủa? Sao mấy thằng tào lao nó lại vừa vô cạn lên chứ mấy kia đó nó chạy vô được mình nó chạy vô chặt lại rồi đó vậy nè, ở đây nè đi không có người dẫn mới chơi vô ra là chúng ta quay mặt như vậy nè. Đi, vậy thôi. Thậm chí vô tới đây mà chèo kéo là họ có đi bể biển không? Người ta chở đi đó. Đi mấy người nè, xe nó chở mình ra bể biển. Vô đường nào đây? Thì cái chợ Hàng Dương. Mấy con ơi, mấy anh ơi. Chưa. Khô nè các bạn nha. Khô quá trời. Rồi các bạn, chúng ta đi vô chợ Hàng Dương. Hai bên các bạn nhìn xem. Rất là nhiều. Đây là kiểu là khách du lịch. Để đi vòng vòng cái rồi nó chặn bạn nhìn xem là khách du lịch ta rất là đông và bán những cái thức ăn nhanh. Chưa thức mua rất là nhiều. Đây là quay có giảm giá không vậy? Quay lấy mình luôn cái chuyện này.
hào đi, 10 con 50 mình đứng giùm luôn, có là để cho bồn hào luôn. Hào 10 con 50 đứng giùm. Ta quảng cáo rồi, nếu mà ngon mới quảng cáo nha. Còn mai nè, còn mai mai con nướng trứng, con nướng giùm luôn. Để mà ngon là 99% sống luôn. Bồn sợ ăn xong như tính tiền mình. Mình có bà đứng cho bồn hào luôn, hào 10 con 50 mình đứng giùm luôn. Để nướng mấy hào đi. Để 10 hào nha. Cô ngồi đâu ta? Cô trồng đất vậy? Trong đó có bao nước? Trong đó được không? Để 10 con nha. Mấy hào giờ nếu mà ngồi đợi đâu? Ở đâu đợi? Ngồi đây nè. Bàn ghế lần trước có đầy đủ luôn. Em ở đây có đây, ở bên đó cũng được. Vậy chút rồi đem qua đó đi. Rồi qua bên đó thôi. Ăn gì nữa không? Mua giùm mình luôn đi, mình mang qua cho. Có gì đâu ạ? Có dẹm vàng nè, dẹm vàng nửa ký 50, đúng mà hành đậu phộng. Lấy 10 hào. Rồi, 10 hào đúng không? Lấy em ngồi chắc ở đó quá. Rồi đó. 50 hào em, 10 con hào, em 10 con hào. Rồi, cây hả? Cây hả? Có ăn gì không? Còn mâm này cũng 100.000 luôn anh, chiên mâm luôn, đặt chiếc cút lên nướng nữa. Có ăn gì không? Thôi đẹp anh, thôi đẹp luôn. Cho nó được. Có ăn gì không? Có gì đẹp không? Tay có ăn gì? Có đang ốc gì không tay? Ốc này giống nè. Ốc có 50.000 anh. Ốc 50.000. Ốc kia nó lựa, có 50.000. Có đây 100.000. Kia kia ốc nè. Sách nào lựa đi. Bên đó cũng có nha. Có anh cũng vô giống rồi con. Đây. Lâm rồi đó anh. Bé lửa. Hả? Quá. Cái này bán sao hả bà chủ? 6.000 con, muốn thành phô mai 7.000 con. Anh ăn bà đâu? Ăn bà đâu? Mua bà đâu, tên bà đâu? Con bao nhiêu? Con này 70 nha, con này 70. Cái mắt gì ạ? Rồi, lấy con này. Anh ngồi nè. Ờ, ngồi đó nha. Ăn bên đó hả? Đi ra. Ồ, ốc bự quá. Áo không? Ngáo không? Thôi đi. Đi ra. Đi đi. Quá trời. Mua rồi, mua rồi. Mua rồi, mua rồi, mua rồi. Vô rồi. Rồi, đây là nước mía. Nhiều. Lấy 3 ly nước mía. Rồi, anh ngồi đây đi, có quạt. Ngồi ngồi đây ăn luôn được rồi đúng không? Dạ được. Đây là những cái nơi mà mình ngồi mình ăn ở trong cái chợ Hàng Dương. Và các ly nước mía như thế này thì ở đây nó bán 20.000. Tại vì đây là khu du lịch. Còn những ai mà muốn mua đồ sống thì vô đây người ta sẽ làm mướn cho mình, cho xào cho mình.
thì có cái điều rất là đặc biệt là những người rất dẫn dắt khách vào quán thì được chạy xe vào, còn những người mà chẳng có ai mà dẫn vào thì không được chạy. Đây là cái đặc trưng của cái khu du lịch, 30 tháng 4 biển Cần Giờ. Tôi rất là tàu lao bí lao. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.